Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng 9 tháng 9 năm 2018, chị Lương Thị Thu Hiền, 43 tuổi, trú tại nhà số 3, ngõ 8, phố Triền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có nhờ thợ khóa mở cửa một căn buồng ngủ của người quen để cất đồ. Chị Hiền phát hiện bên trong nhà có một thi hài đã phân hủy, chỉ còn trơ xương. Quá hoảng sợ, chị Hiền đã đóng cửa lại, chạy ra ngoài hô hoán người dân và báo cho cơ quan công an. Qua điều tra xác minh, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định căn nhà phát hiện thi hài là nhà số 4, ngõ 8, đối diện với nhà chị Hiền. Bên trong địa chỉ này có một căn nhà cấp 4, sau đó đến một khoảng sân và cuối cùng là một gian ngủ mái bằng. Chủ nhân căn nhà này là bà Trịnh Thị Thành, 55 tuổi, chồng là ông Nguyễn Văn Hải, 61 tuổi, đã mất năm 2009. Vợ chồng bà Thành có hai người con là Nguyễn Thị Tú, 30 tuổi, khoảng 4 tháng nay chị Tú đi khỏi nhà không rõ tung tích. Người con thứ hai là anh Nguyễn Văn Hòa, 25 tuổi, không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mì tại các hội chợ ở các tỉnh phía Bắc, rất ít khi về căn nhà số 4. Khi về thì ngủ tại phòng ngủ phía sau nhà. Theo người dân nơi đây cho biết, khoảng 2 tháng nay không thấy anh Hòa về nhà, bản thân bà Thành cũng không ở nhà này, mà chuyển vào Vũng Tàu sinh sống cách đây 3 năm. Từ khi bà Thành vào Vũng Tàu sinh sống, ngôi nhà cấp 4 và khoảng sân được cho chị Lương Thị Thu Hiền mượn để chứa hoa nhựa, dụng cụ làm hoa sản xuất kinh doanh. Chị Hiền và anh Hòa đều có chìa khóa để mở cửa vào căn nhà cấp 4, còn chìa khóa buồng ngủ chỉ có anh Hòa có. Tại căn nhà cấp 4, anh Hòa có để một xe máy Dream cũ. Do vậy đến 10 giờ ngày 9 tháng 9, chị Hiền có nhờ một thợ sửa khóa đến mở khóa buồng ngủ của anh Hòa để cất chiếc xe máy Dream vào trong. Khi mở cửa vào, chị Hiền đã phát hiện dưới nền nhà chăn chiếu để lộn xộn, bên dưới lộ ra một chiếc sọ người nên đã trình báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa, con trai của chủ nhà. Kết quả khám nghiệm cho thấy hộp sọ có hai vết vỡ lún. Ngoài chiếc xe Dream cất trong nhà cấp 4, anh Hòa còn sử dụng một chiếc xe máy Exciter biển kiểm soát 88B1-23391. Hiện xe này không còn tại nơi ở, vì thế vụ việc được xác định ngoài sát hại người còn có dấu hiệu cướp tài sản. Nhiều người dân trong khu phố tỏ ra rất bất ngờ bởi ai cũng nghĩ anh Hòa đi làm ăn xa chưa về. Người dân trong khu phố đều nhận xét anh Hòa chịu khó làm ăn, hoàn cảnh gia đình lại vô cùng đặc biệt nên được nhiều người thông cảm thương quý. Giải thích về việc vì sao thi hài anh Hòa nằm trong phòng kín hơn 2 tháng mới có người phát hiện ra, chị Lương Thị Thu Hiền cho biết, cách đây vài tháng, có một hộ dân sinh sống cạnh nhà số 4 đưa về mấy bao phân để trồng cây. Khi phát hiện có mùi hôi thối từ trong khu vực ngõ số 8, nhiều người lại nghĩ rằng mùi phát ra từ những bao phân trồng cây do gia đình kia mang về. Không ai nghĩ đó là mùi của thi hài phân hủy bốc ra từ buồng ngủ đóng kín bên trong căn nhà số 4. Người dân trong ngõ số 8 phải chịu đựng mùi hôi thối ấy trong suốt một tháng. Tuy nhiên sau một thời gian, mùi hôi ấy cũng giảm dần. Nói về việc anh Hòa bị sát hại, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người trong khu đã nghĩ Lương Văn Dư là người có liên quan. Bởi lẽ, trước khi vụ việc xảy ra, Dư và anh Hòa chơi rất thân với nhau. Cả hai thường xuyên về căn nhà này ngủ, nên nhiều người trong ngõ biết mặt. Ngày 10 tháng 9, cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định nghi phạm là Lương Văn Dư, sinh năm 1998, dân tộc Tày, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ngay sau đó, các mũi trinh sát đã tỏa đi nhiều nơi như Hà Nội, Hà Nam, Hà Giang, Lạng Sơn để truy tìm tung tích của đối tượng. Đến 3 giờ sáng ngày 11 tháng 9, mũi trinh sát đi Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lương Văn Dư tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Sau khi được áp giải về cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận do quen biết nhau trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ, cả hai coi nhau như bạn bè thân thiết, thường xuyên đi làm cùng nhau. Dư cũng thường xuyên về căn nhà số 4, ngõ 8,
Phố Triền ở Vĩnh Phúc để ngủ qua đêm. Khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 7, Dư và anh Hòa cùng về căn nhà số 4 của Hòa và phòng ngủ ở phía cuối nhà. Tại đây, Dư đòi nợ Hòa số tiền 15 triệu đồng, nhưng Hòa không có tiền trả. Tức giận, Dư đã dùng một đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ, vụt nhiều phát vào đầu Hòa, làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư dùng dây điện trói chân tay của anh Hòa lại, lấy đi chiếc iPhone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter, ra ngoài khóa cửa lại rồi bỏ trốn. Sau khi gây án, đối tượng Lương Văn Dư bỏ về quê nhà của mình để lẩn trốn và tẩu tán tài sản. Dư bán chiếc xe máy tại thị trấn Vị Xuyên được 25 triệu đồng, còn chiếc điện thoại bán tại xã Ngọc Minh với giá 2,5 triệu đồng. Chính quyền địa phương nơi Dư sinh sống cho biết, đối tượng là người chưa có tiền án tiền sự. Trước đây Dư cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn và chưa có vấn đề gì xảy ra. Cuối năm 2017, Dư bắt đầu đi làm để kiếm thêm thu nhập. Có thể do ảnh hưởng từ xã hội nên Dư mới gây ra việc như vậy. Khi biết Lương Văn Dư là hung thủ, nhiều người dân địa phương rất bất ngờ. Bởi trước đó khi trở về địa phương, đối tượng này vẫn sống rất bình thường, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Điều này càng nói lên sự lạnh lùng của đối tượng này. Dù vừa gây ra một tội ác tày trời, anh ta vẫn bình tĩnh tẩu tán tài sản, tiêu xài hết số tiền đó cho mục đích cá nhân. Điều làm dư luận phẫn nộ hơn cả là sau khi sát hại anh Nguyễn Văn Hòa, trong vòng 2 tháng, Dư đã đăng tải nhiều tấm ảnh thể hiện độ ăn chơi của mình trên Facebook. Dư đã đăng tải một tấm ảnh chụp số tiền lớn do bán tài sản đã cướp được trong vụ án với mục đích khoe khoang. Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 9, đối tượng Dư lại đăng tải những hình ảnh ăn chơi của mình, chụp ảnh cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, chụp tại hội chợ. Không ai thấy biểu hiện lo lắng của Dư khi hắn vẫn tỏ ra vui vẻ như thường, không có gì lo sợ hành vi của mình sẽ bị phát hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Văn Dư, sinh năm 1998, trú tại thôn Pạo, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1993, trú tại số nhà 04, ngõ 8, khu HC5, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội đồng xét xử đã tuyên Lương Văn Dư tử hình về tội sát hại người, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.